Xin chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì các thành viên của Quốc hội Myanmar đã bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ NLD không có tên trong danh sách các ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống Myanmar. Mặc dù đã giúp đảng NLD giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, nhưng bà Aung San Suu Kyi không được vào danh sách ứng viên tranh cử tổng thống Myanmar. Nguyên nhân là vì rào cản hiến pháp, bà Aung San Suu Kyi có hai người con mang quốc tịch nước ngoài nên bà không được làm tổng thống. Tuy nhiên bà Aung San Suu Kyi cũng đã tuyên bố bà vẫn sẽ lãnh đạo đất nước này và còn có quyền lực trên cả tổng thống. Vào ngày 10 tháng 3, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD của Myanmar đã đề cử người thân cận của bà Aung San Suu Kyi là ông Tin Kyaw cho chiếc ghế tổng thống. Ông Tin Kyaw chỉ mới tham gia Đảng NLD vài tháng trước, ông điều hành một tổ chức từ thiện do bà Suu Kyi sáng lập và là bạn thân của bà từ những năm 90 đến nay. Một ứng viên khác do thượng viện đề cử đó là ông Henry Van Trương, đại diện cho nhóm dân tộc thiểu số của Myanmar. Trong khi đó, Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USD do quân đội Myanmar lãnh đạo đề cử Phó Tổng thống sai Mokham. Do thành viên của đảng NLD chiếm đại đa số trong cả thượng viện và nghị viện, nên khả năng đắc cử tổng thống của ứng viên bên phía đảng này cũng sẽ cao hơn. Ứng viên giành được nhiều phiếu bầu nhất của Quốc hội Myanmar sẽ trở thành tân tổng thống. Hai ứng viên còn lại sẽ làm phó tổng thống. Vào ngày 1 tháng 4 tới, tân tổng thống của Myanmar sẽ chính thức được chuyển giao quyền lực. Trước thêm, Lễ hội Văn hóa Thế giới được tổ chức bởi thiền sư nổi tiếng của Ấn Độ, ông Ravi Shankar. Nhiều nhà hoạt động vì môi trường tại New Delhi đã lên tiếng phản đối, vì cho rằng lễ hội sẽ ảnh hưởng xấu đến đất đai, mùa mang và hệ sinh thái trong vùng. Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Ấn Độ sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 3 tại New Delhi, khu vực dọc theo bờ sông chính Yamuna, dự kiến thu hút 3,5 triệu du khách và sẽ diễn ra trong 3 ngày. Diện tích hoạt động của lễ hội lên tới 400 hecta, riêng sân khấu chiếm đến gần 3 hecta và có hơn 35.000 nhà công và vũ công tham gia. Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường cáo buộc ban tổ chức lễ hội đã xâm phạm đến thảm thực vật sông Jamuna và ảnh hưởng đến hệ sinh thái vốn rất dễ bị tác động của con sông. Hệ sinh thái và đa dạng sinh vật của 400 hecta quanh con sông đã hoàn toàn bị phá hủy. Nó sẽ khiến chúng ta tốn đến hàng mấy chục năm để khôi phục lại hệ sinh thái trong khu vực. Vị chuyên gia môi trường này cho biết, trong khi lễ hội dự kiến có đến 3 triệu rưỡi người tham gia, thì chỉ có 650 nhà vệ sinh công cộng được xây dựng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ có một toilet cho 18.000 người. Đây là vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cống thải và môi trường. Mặt khác, cảnh sát địa phương cũng đã lên tiếng cảnh báo an ninh trong mùa lễ hội. Tờ Indian Express hôm 9 tháng 3 đã đăng công điện của chính phủ chỉ ra rằng sân khấu của lễ hội thiếu giấy chứng nhận an toàn kết cấu công trình. Trong khi đó, ông Ravi Shankar, thiền sư nổi tiếng của Ấn Độ, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, ông phản đối mọi cáo buộc và cho rằng ông nên được kính trọng vì dám tổ chức lễ hội ở một trong những con sông ô nhiễm nhất Ấn Độ. Chúng tôi muốn sông Jamuna được sạch sẽ, chúng tôi muốn mọi người chung tay làm việc này. Chúng tôi không làm ô nhiễm môi trường. Tôi nhắc lại, chúng tôi chưa hề chặt một cành cây nào. Một số tổ chức vì môi trường cho biết, ban tổ chức lễ hội cần phải chi ra đến 1,2 tỷ ruby tương đương 18 triệu đô la để khắc phục các ảnh hưởng đến môi trường. Phần mềm trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google đã bất ngờ đánh bại kỳ thủ cờ vây thế giới người Hàn Quốc Lee Sedol ở ván đầu tiên trong lượt trận năm ván. Phần thắng đã thuộc về hệ thống trí tuệ nhân tạo AlphaGo và đạt một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo. Đây là một game đấu vô cùng căng thẳng và kéo dài đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Phần mềm trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi DeepMind thuộc Google. AlphaGo đã trở thành chương trình máy tính đầu tiên đánh bại một kỳ thủ chuyên nghiệp khi giành chiến thắng trước nhà vô địch cờ vây châu Âu Fan Hui hồi tháng 10. AlphaGo có thể bắt chước và phát triển các hành vi của con người bằng cách nghiên cứu các nước đi, đồng thời tự tập luyện để có thể phán đoán tình huống của các trận đấu. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến là sự mạnh mẽ và linh hoạt của các thuật toán, mà qua đó có thể giải quyết được những vấn đề rất thú vị. Và cho dù kết quả của trận đấu có ra sao, thì tôi nghĩ nó cũng là minh chứng cho sức mạnh và sự khéo léo của con người. Tuy nhiên, vẫn cần 4 lực trận để Liceo có thể đánh bại AlphaGo. Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp qua YouTube vào ngày 10, 12, 13 và 15 tháng 3. Nếu như chiến thắng được hệ thống máy tính của Google, Lee sẽ được nhận được phần thưởng là 1 triệu đô la Mỹ. Ngược lại, số tiền này sẽ được quyên góp cho các quỹ từ thiện nếu AlphaGo thắng. Kính thưa quý vị, hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific vừa báo cáo lợi nhuận năm 2015 với mức tăng vọt 90% so với năm ngoái, chủ yếu là do giá nhiên liệu giảm mạnh. Vượt qua kỳ vọng của giới đầu tư, Cathay Pacific khép lại năm 2015 với mức lợi nhuận 6 tỷ đô la Hồng Kông, tăng gần gấp đôi từ con số 3,15 tỷ của năm ngoái. Cathay Pacific và công ty con Dragon Air được hưởng lợi khi chi phí nhiên liệu giảm 37,8%. Điều này khiến các phụ phí giảm mạnh và tăng lượng hành khách thêm 7,9%. Tuy nhiên, các hợp đồng mua dầu với giá 91 đô la Mỹ một thùng trong năm 2015 đã làm giảm khả năng tối ưu hóa lợi nhuận của hãng này. Trong năm 2016, Cathay Pacific cho biết hãng đã ký các hợp đồng bảo toàn rủi ro mua dầu với giá 85 đô la Mỹ một thùng. Mức này vẫn cao hơn giá dầu thế giới đang được giao dịch ở mức là 40 đô la Mỹ một thùng trong khi mảng vận chuyển hành khách hưởng lợi do nhu cầu tăng mạnh, thì doanh thu mảng vận chuyển hàng hóa của Cathay đã giảm 9%, do ngành này phải đối mặt với sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu. Điều này đã khiến doanh thu hãng này giảm 3,4%, còn 102,3 tỷ đô la Hồng Kông. Cổ phiếu của Cathay Pacific đã tăng 4,93% và đóng cửa ở mức 14,04 đô la Hồng Kông. Kính thưa quý vị, phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý trong nước sau đây. Chính phủ tiếp tục hỗ trợ gần 524 tỷ đồng cho 34 địa phương để khắc phục hậu quả do hạn hán và xâm nhập mặn. Theo đại diện tổng công ty cấp nước thành phố Sawako, tình hình cung cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh vẫn ổn định.